Chào các em. Trong xã hội ngày nay có rất nhiều hình thức để con người trao đổi thông tin với nhau, trong đó có các hình thức như thư tín, điện thoại, điện tín. Vậy pháp luật nước ta quy định như thế nào về việc đảm bảo an toàn quyền trao đổi thông tin của công dân bằng thư tín, điện thoại, điện tín? Chúng ta sẽ tìm hiểu bài tiếp theo trong chương trình Công dân lớp 6. Bài 18. Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín. Ở phần 1 La mã tình huống, phần này cô khuyến khích các em tự tìm hiểu ở nhà. Các em nhớ kỹ cho cô, không đọc thư của bạn khi bạn chưa đồng ý. Bởi vì khi chúng ta tự ý đọc thư của bạn là chúng ta đã vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín. Điều này đã được quy định cụ thể trong Hiến pháp 2013, điều 21, khoản 2, mọi người có quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác. Không ai được bóc mở, kiểm soát, thu giữ trái luật, thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư của người khác. Như vậy, cùng với quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm, thì quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân đều là những quyền cơ bản được quy định trong hiến pháp. Các em hãy cùng quan sát để hình dung rõ hơn về thư tín, điện thoại, điện tín. Theo em, những hành vi như thế nào là vi phạm pháp luật về bí mật thư tín, điện thoại, điện tín? Chúng ta có thể kể đến một số hành vi sau. Nhất là đọc trộm thư của người khác, thu giữ thư tín, điện tín của người khác, nghe trộm điện thoại của người khác, đọc thư của người khác rồi đi nói lại cho mọi người biết. Đây đều là những hành vi sai trái, đáng lên án và vi phạm pháp luật nha các em. Người vi phạm pháp luật về an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín sẽ bị pháp luật xử lý như thế nào? Cô giới thiệu với các em Bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung năm 2017, điều 159, tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín hoặc hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác. Khoản 1, người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Và những hành vi cụ thể như thế nào thì các em tiếp tục theo dõi trên màn hình cho cô. Khoản 2 điều 159 quy định phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 1 năm đến 3 năm. Các trường hợp cụ thể các em tiếp tục quan sát trên màn hình. Khoản 3, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Các em theo dõi sách giáo khoa và trả lời cho cô. Thế nào là quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân? Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân là không ai được chiếm đoạt, tự ý mở thư tín, điện tín của người khác, không được nghe trộm điện thoại.
nếu thấy bạn nghe trộm điện thoại của người khác thì em sẽ làm gì? Đầu tiên, chúng ta phải nhắc nhở bạn không được có hành động như vậy. Phân tích để bạn thấy đó là hành vi sai trái, đây là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền được bảo đảm an toàn, bí mật, thư tín, điện thoại, điện tín của công dân. Nếu bạn vẫn không nghe, có thể nhờ thầy, cô giáo hoặc gia đình cùng phân tích để bạn hiểu. Trong trường hợp nào việc bóc mở thư tín, điện tín được cho phép? Theo Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015, Điều 192, căn cứ khám xét người, chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm, phương tiện, tài liệu, đồ vật, thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm, dữ liệu điện tử. Khoản 2. Khi có căn cứ để nhận định trong thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm, dữ liệu điện tử, có công cụ, phương tiện phạm tội, tài liệu, đồ vật, tài sản liên quan đến vụ án, thì có thể khám xét thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm, dữ liệu điện tử. Chúng ta chuyển qua nội dung tiếp theo của bài. Ba nhỏ, trách nhiệm của học sinh. Quyền được đảm bảo an toàn, bí mật, thư tín, điện thoại, điện tín là một trong những quyền cơ bản của công dân. Chính vì vậy, chúng ta phải biết tôn trọng quyền được bảo đảm an toàn và bí mật, thư tín, điện thoại, điện tín của người khác. Đồng thời, chúng ta cũng phải biết tự bảo vệ thư tín, điện thoại, điện tín của mình. Phê phán, tố cáo việc làm sai trái, xâm phạm bí mật, thư tín, điện thoại, điện tín của người khác. Cô trò chúng ta sẽ cùng làm một bài tập củng cố. Chọn những việc làm thể hiện biết tôn trọng quyền được bảo đảm an toàn, bí mật, thư tín, điện thoại, điện tín của người khác. Minh đọc trộm thư của Hà, Mai nghe trộm điện thoại của Lan, nhặt được thư của bạn trong lớp đem trả lại, phê bình bạn Mai bóc thư của người khác. Như vậy, chúng ta sẽ chọn nhặt được thư của bạn trong lớp đem trả lại và phê bình bạn Mai bóc thư của người khác. Đây là những hành vi thể hiện biết tôn trọng quyền được bảo đảm an toàn, bí mật, thư tín, điện thoại, điện tín của người khác. Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu xong bài 18, quyền được bảo đảm an toàn và bí mật, thư tín, điện thoại, điện tín. Các em lấy tập bút ra chúng ta ghi nội dung bài học.